tao mày học có hẹn đi xem xe. Mua ô tô á? Không nghe mua taxi. Tiền đâu mà mua? Sao ở đời người ta hay đố kỵ thế nhờ? Thấy người ta liêm chính thì lại nghi là người ta bất chính. Mày không kiếm được 1 triệu một ngày, nhưng không có nghĩa là tao sẽ không thể kiếm được 100 triệu. Mày làm cái trò gì này? Bảo ơi! Uầy! Mày cũng biết vác cái mặt về rồi đấy à? Mày có biết 1 tiếng tao trông gà cho mày là 1 cân vàng cân ngọc của tao không? Trong khi tao rất là bận rộn, tình yêu đang đợi tao kìa. Ui, trả cho mày một nụ hôn. Mày còn thấy tình yêu mà như thằng dở hơi đấy. Mày nói đúng đấy. Này, rớt hết cả liêm sỉ rồi. Tao biết mày đang rất ghen tị với tao. Sắp tới tao có tình yêu vào ấy, là không có thời gian quan tâm mày đâu. Sống cho nó đàng hoàng mà. Ui rồi ôi, mày cứ làm như là tao không bận rộn chắc. Đó. Nào. Mày mới là cái thằng cần phải lo sống cho yên thân đi ấy. Ơ kìa. Ngồi vào đây. Ê co thì không ngồi. Không dăm bữa nửa tháng nữa ấy. Người ta từ chối ấy. Đừng có tìm tao mà nhờ chữa lành. Phủi phui cái mồm mày đi. Chả thế à. Mày ấy người ta. Nhưng mà người ta là ấy gì đâu. Nhưng người ta không muốn ấy với mày thì làm sao? Tao thử rồi. Chắc chắn quả là ấy luôn. Cứ cho là quả ấy... ấy mày đi. Thế nhưng mà ấy, mày non lắm. Yeah. Người ta chốt hạ gì đâu. Con gái bây giờ người ta toan tính lắm đấy không ạ? Không phải ai cũng tốt như em Ngọc của tao đâu. Riêng quả này nhá, lúc nào cũng đi guốc cao gót. Chứ không phải lê đôi bàn chân với đôi tông lào như em Ngọc của mày đâu. À, cao gót đi, mà tao lấy taxi. Này, tông lào á, đi Audi 2 cửa đỏ chót. Rồi, Ngọc, mở mồm ra là Ngọc. Dẫn về đây trên mạng. Dẫn về. Nếu mà là hàng AUT ấy, thì đã khoe chán khoe chê rồi. Không phải giấu như mèo giấu. Giấu gì? Giấu gì? Giấu gì? Tao đang chọn thời điểm thích hợp thôi. Chứ tao sợ ít nữa. Bọn mày này ganh tị nổ đó mắt lên ý. Này, khó tính như mẹ tao nhá. Mà bây giờ suốt ngày cháu với cháu vào đây một nhá. Cháu tối nay ngủ với cô nha. Sao? Về quê rồi, sao không kể bọn nào? Hả? Hả? Thằng khốn này. Thì... cũng còn tí việc. Thôi tao đi đây. Đi đâu? Tao mày học có hẹn đi xem xe. Mua ô tô á? Không nghe mua taxi. Tiền đâu mà mua? Sao ở đời người ta hay đố kỵ thế nhờ? Thấy người ta liêm chính thì lại nghi là người ta bất chính. Mày không kiếm được 1 triệu một ngày, nhưng không có nghĩa là tao sẽ không thể kiếm được 100 triệu. Hiểu không? Khai mau. Mày đang làm cách nào để kiếm tiền? Khai. Bỏ đôi tay trên đôi tay người sắt dầu ra. Mày ấy, không phải quan tâm. Mày chỉ cần biết tao không ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp, lừa đảo, bất chính. Hết. Alo ạ. Chú sửa điều hòa ạ. Thằng khốn, mặt vẹo như hỏi cung. Áp được vãi chủ. Cháu sắp xếp thời gian qua ạ.